Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thanh niên huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình thay đổi diện mạo nông thôn mới. Tỉnh Quảng Ninh chủ trương thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Ngành giáo dục Bắc Ninh chuẩn bị triển khai chương trình thay sách giáo khoa. Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên còn 85 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi. Nguy cơ tai nạn giao thông khi để trẻ em tự tham gia giao thông khi còn quá nhỏ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định số 2224 về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2019. Theo quyết định, tại huyện Ân Thi có 2 sản phẩm được công nhận. Đó là 2 sản phẩm gồm bộ trang sức bằng bạc của hợp tác xã Trạm Bạc Phụ Ủng, xã Phụ Ủng và bộ sản phẩm gạo của công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Hưng Việt có địa chỉ tại cụm công nghiệp Quang Vinh, xã Quang Vinh. Đây là 2 sản phẩm đặc trưng tiêu biểu tại huyện Ân Thi đáp ứng được yêu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước, có khả năng cạnh tranh trên thị trường và đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Được biết, công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Hưng Việt hiện đang cung cấp ra thị trường hơn 10 sản phẩm gạo. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty đã đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ tiên tiến hiện đại. 6 tháng, sản lượng bán ra đạt gần 3.400 tấn, đạt doanh thu 30 tỷ đồng. Các sản phẩm bằng bạc cũng được hợp tác xã Trạm Bạc Phụ Ủng không ngừng nâng cao kiểu dáng, mẫu mã, chất lượng các sản phẩm nên việc tiêu thụ rất thuận lợi. Ngoài thị trường tiêu thụ trong nước, hợp tác xã còn xuất khẩu sang một số nước như Lào, Campuchia. Doanh thu của hợp tác xã Trạm Bạc Phụ Ủng đạt trên 10 tỷ đồng trên năm, tạo việc làm cho gần 200 lao động địa phương. Nằm xa trung tâm của huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, song hoạt động làm và chơi sinh vật cảnh của người dân, xã Trực Thắng trong những năm qua lại phát triển khá mạnh và được đánh giá là địa phương có phong trào sinh vật cảnh mạnh nhất của huyện Trực Ninh hiện nay, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao. Từ năm 2006 đến nay, toàn xã Trực Thắng đã chuyển đổi trên 47 ha đất trồng lúa và cải tạo trên 5 ha đất vườn tạp để làm sinh vật cảnh. Từ những diện tích chuyển đổi, nhiều hộ đã mạnh dạn xây dựng các nhà vườn có quy mô lớn. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, sinh vật cảnh đã tạo một chuyển biến mới. Đến nay, địa phương có 8 tổ nghề chuyên đi sửa cây cảnh, 5 tổ hợp và một doanh nghiệp làm dịch vụ mua bán cây cảnh. Có một số kỹ sư, kiến trúc sư, xây dựng là hội viên sinh vật cảnh, có thể thiết kế thi công nhà vườn, khuôn viên sinh vật cảnh nơi công cộng, công sở. Từ đó, khai thác có hiệu quả kinh tế từ sinh vật cảnh. 9 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị thu nhập từ kinh tế sinh vật cảnh của xã ước đạt 5,5 tỷ đồng. Trong số 191 hội viên hội sinh vật cảnh xã Trường Thắng thì đã có 6 người được công nhận là nghệ nhân sinh vật cảnh. Xác định đây là nghề chính và thu nhập chính từ sinh vật cảnh. Và hàng năm thì như vậy là thu nhập bình quân hội là từ 70-100 triệu. Và cái tổng thu nhập chung của hội chúng tôi để đóng góp vào cái kinh tế toàn xã là từ 5 triệu, 5 tỷ trở lên. Và riêng là năm 2010-11 thì bình quân mỗi năm này là 20 trên 20 tỷ, cho nên tức là hoa cái cảnh của Thắng như vậy tôi khẳng định hiện giờ đã phủ xanh, tức là đường làng ngõ xóm thể hiện xanh sạch và đẹp. Từ việc làm và chơi sinh vật cảnh, bộ mặt làng quê của xã Trực Thắng ngày càng khởi sắc theo hướng xanh sạch đẹp từ gia đình đến cộng đồng dân cư, nhà nhà trồng hoa cây cảnh, cây ăn quả. Đường rong ngõ xóm được mở rộng, bê tông hóa, làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần để địa phương tiếp tục trên con đường xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2025. Ngoài chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo việc làm và thu nhập cho người dân, từ đầu năm đến nay, hội viên Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái còn tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội từ thiện với tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Phát huy tinh thần tương thân tương ái trong năm 2019, các nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ đóng góp các quỹ đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chất độc da cam tại doanh nghiệp đơn vị mình, lãnh đạo đồng hành cùng hội thiện nguyện Thiện Tâm Yên Bái trao gần 400 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên, phát gần 100 buổi cháo nhân ái tại các bệnh viện, tặng gần 300 suất quà trung thu cho trẻ em khuyết tật. Cùng với đó, Hội Doanh nhân tỉnh đã hỗ trợ một mô hình phụ nữ phát triển kinh tế với số tiền 100 triệu đồng để mua dê giống, hàng tháng ủng hộ thường xuyên cho 5 phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
từ nay đến hết năm 2019, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động an sinh xã hội cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố Yên Bái, các huyện lân cận và phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Với vai trò tình nguyện xung kích trên mọi mặt trận, thanh niên huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đang có những cách làm hiệu quả. Bằng những việc làm nhỏ bé của mình, họ đã và đang đóng góp tinh thần trách nhiệm vào công cuộc chung của toàn xã hội, xây dựng huyện nông thôn mới. Con đường bích họa xung quanh sân vận động huyện Quỳnh Phụ. Kết quả tâm huyết của các bạn trẻ, lượng thanh niên đã tạo nên những bức tranh cổ động thật ý nghĩa. Đặc biệt, các bạn đều đang là học sinh tại các trường cấp 3 trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Các bạn đã đứng đây vẽ tất cả các chỗ này ạ. Những vì lịch vẽ ở giữa tuần ấy, thế nên là mọi buổi chiều các bọn em đi học về thì bọn em đều ra đây vẽ. Bọn em vẽ này thì giúp cho Quỳnh Cô thêm đẹp hơn. Và nhìn, mọi người nhìn vào thấy và tự nghĩ à, thị trấn Quỳnh Cô đã thay đổi thật. Đồng hành cùng thanh niên toàn tỉnh trong xây dựng nông thôn mới, chào mừng Đại hội đại biểu Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Bình lần thứ 4. Thời gian qua, huyện đoàn Quỳnh Phụ phối hợp tổ chức tốt các chiến dịch lớn do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phát động, như chiến dịch tình nguyện hè hoa phượng đỏ, trồng 10 km đường hoa, đường cờ thanh niên, đường bích họa, tham gia dọn vệ sinh môi trường. Thanh niên Quỳnh Phụ đang biến những hành động nhỏ trở thành giá trị lớn. Trên cơ sở của những cái hoạt động phong trào và chương trình công tác năm thì Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền của huyện trong việc đảm nhận thực hiện xây dựng đường cờ thanh niên và tuyến đường hoa thanh niên trên tuyến đường Đào Đình Luyện và tuyến đường Nguyễn Du của thị trấn Quỳnh Côi, và ngoài ra cũng đã chủ động trong việc phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tiến hành hoàn thiện con đường bích họa. Đây là một dự án cộng đồng mang tính chất xã hội cao. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Điện Biên, 9 tháng đầu năm nay, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội đạt trên 10.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng đạt 18.317 tỷ đồng. Để đảm bảo hoạt động tín dụng, các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục thực hiện nghiêm túc các thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về quy định lãi suất tiền gửi tối đa, tiết kiệm chi phí để áp dụng lãi suất cho vay mới ở mức hợp lý, xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ của khách hàng, tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay cũ để chia sẻ khó khăn đối với doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Ưu tiên tập trung hỗ trợ cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và các công trình trọng điểm của tỉnh. Theo thống kê, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội trong 9 tháng đầu năm nay đạt trên 10.000 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng thực hiện đến ngày 30 tháng 9 là 18.317 tỷ đồng, nợ xấu là 114 tỷ đồng, chiếm 0,62% tổng dư nợ. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thực hiện chủ trương thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, Bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank triển khai thẻ khám bệnh thông minh, tích hợp thẻ ATM, mang lại nhiều tiện ích cho bệnh nhân và người nhà trong quá trình khám chữa bệnh. Trong quá trình khám bệnh, nếu không sử dụng thẻ khám bệnh thông minh, bệnh nhân sẽ phải nhiều lần làm thủ tục thanh toán chi phí cho các xét nghiệm hoặc thủ thuật do bác sĩ chỉ định. Bệnh nhân càng đông, thời gian chờ đợi thanh toán càng lâu. Nhưng với thẻ khám bệnh thông minh, bệnh nhân chỉ cần nộp tiền một lần vào thẻ tại quầy thu viện phí hoặc chuyển khoản, mọi chi phí khám chữa bệnh sẽ được thanh toán tự động. Tôi thấy thẻ thông minh này nó rất là tiện lợi cho những người đi khám bệnh, coi như không phải chờ đợi và mất thời gian nhiều. Tôi thấy cái thẻ này rất là thuận tiện. Mỗi người lên có một cái, nhân rộng ra mỗi người một cái để đi khám và mỗi người nhanh lên một tí để cho đỡ phải chờ đợi. Sau hơn một tuần triển khai, Bệnh viện Bãi Cháy đã phát hành miễn phí gần 3.000 thẻ khám bệnh thông minh cho người bệnh. Theo thống kê của bệnh viện, người bệnh sử dụng thẻ sẽ rút ngắn được từ 30 đến 60 phút chờ đợi cho mỗi lần khám bệnh. Số tiền còn thừa trong thẻ có thể rút ra tại những cây ATM liên kết với Ngân hàng Vietinbank. Để cho bệnh nhân mà hiểu được cái giá trị của thẻ, thì đối với các bệnh nhân mà lần đầu đến làm thẻ thì chúng tôi có hệ thống hướng dẫn viên, hướng dẫn tỉ mỉ cho cách bệnh nhân để dùng thẻ. Và chúng tôi cũng đăng tải các cái tiện ích cũng như là các cái hướng dẫn sử dụng lên các cái trang web của bệnh viện cũng như là thông tin đại chúng. Từ khi áp dụng thẻ khám chữa bệnh thông minh, các quầy thu viện phí của Bệnh viện Bãi Cháy
không còn cảnh người bệnh phải xếp hàng dài chờ đợi như trước. Việc thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh, mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của cơ sở y tế. Nhằm nâng cao chất lượng, đẩy mạnh thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, Công ty Điện lực tỉnh Lào Cai vừa có cuộc làm việc với một số ngân hàng đang triển khai thực hiện phối hợp với đơn vị trong việc thanh toán tiền điện trên địa bàn. Tính đến hết tháng 9 năm 2019, Công ty Điện lực Lào Cai có trên 183.000 khách hàng sử dụng điện. Số lượt khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử là trên 47.000, đạt trên 48% kế hoạch. Với mục tiêu kết thúc tháng 12 năm nay, số khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt là 98.070 trên 188.572 khách hàng. Công ty Điện lực Lào Cai mong muốn các ngân hàng cung cấp đầu mối các cơ quan và doanh nghiệp hiện đang trả lương qua ngân hàng để các cơ quan điện lực tiếp xúc vận động cán bộ nhân viên có tài khoản ngân hàng để đăng ký thanh toán tiền điện hàng tháng qua tài khoản, nhằm tạo thuận tiện trong việc thanh toán tiền điện hàng tháng mà không phải đến điện lực hoặc điểm thu tập trung như trước đây. Các ngân hàng cũng đồng loạt triển khai các chính sách khuyến mại mở tài khoản mới, ban hành cơ chế hỗ trợ tối đa về các khoản phí liên quan để thực thi có hiệu quả chương trình. Các điện lực phối hợp với ngân hàng xây dựng kế hoạch thực hiện tại từng tổ dân phố, mở tài khoản mới cho khách hàng, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân trong thực hiện thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn. Mở thêm các lớp bồi dưỡng giáo viên, đặc biệt là đội ngũ giáo viên lớp 1, tổ chức các cuộc thi về dạy học theo chủ đề tích hợp, rà soát hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp, bố trí sắp xếp đội ngũ. Đó là 3 trong số những công việc cơ bản ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã và đang làm nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Trước mắt là thay sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2020-2021. Đây là một trong những buổi bồi dưỡng tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lãnh đạo, giáo viên, cốt cán, bậc tiểu học các huyện, thị xã, thành phố. Lớp tập huấn do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tổ chức ngay trước thềm năm học mới và giảng viên là lãnh đạo chuyên viên vụ tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo. Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu sẽ được trang bị tổng thể những kiến thức, kỹ năng dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, được gọi là chương trình giáo dục 2018, và nội dung trọng tâm là chương trình 4 môn học toán, tiếng Việt, tiếng Anh và các hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học. Ngay sau lớp tập huấn, cùng với cán bộ chuyên viên phòng tiểu học, đội ngũ giáo viên cốt cán bậc tiểu học tỉnh Bắc Ninh, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giai đoạn 2 tới toàn thể cán bộ, giáo viên, các trường tiểu học trong toàn tỉnh. Đây chúng tôi cũng đã vận dụng những cái phương pháp giáo dục kỹ năng cho các em, nhưng qua những cái buổi tập huấn như này chúng tôi cảm thấy rằng như thế chưa đủ mà cần phải người giáo viên cần phải bằng cái tâm huyết tìm kiếm ra nhiều cái hình thức đổi mới linh hoạt dựa trên những cái phương pháp cũng như là mục tiêu của bộ cũng như của sở, của phòng đề ra để chúng tôi hoàn thiện nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất để làm sao nâng cao được hiệu quả cho các em ngoài cái tri thức các em vốn có, mà các em cần phải có cái kỹ năng sống, ứng xử trong mọi tình huống, trong mọi hoạt động để các em đáp ứng được yêu cầu đổi mới của xã hội. Cùng với việc chăm lo, bố trí, sắp xếp đội ngũ tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học, trong đó đặc biệt chú trọng đội ngũ giáo viên cốt cán lớp 1, ngành giáo dục đào tạo Bắc Ninh cũng chỉ đạo phòng giáo dục đào tạo các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi một ngày một cách chính quy, xây dựng đội ngũ nhà giáo có đạo đức, phẩm chất, trình độ chuyên môn, năng lực sáng tạo, thực hành, đồng thời tổ chức dạy và học theo hướng tích hợp để giáo viên tiếp cận mô hình dạy học mới theo định hướng phát triển năng lực người học, tạo nền tảng bước vào thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới không bỡ ngỡ. Chúng tôi đã tổ chức tập huấn theo các cái hội nghị từ cấp bộ, rồi sở, rồi đến phòng tổ chức tập huấn. Để anh em người ta trước hết người ta nắm bắt được cái toàn bộ cái chương trình giáo dục phổ thông nó như thế nào. Sau đó thì tập huấn dần. Năm học 2020-2021 sẽ ưu tiên cho cái lớp 1 làm sao giãn cái số học sinh ra để cho các cháu thực hiện tốt cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Đặc biệt là cái số lượng học sinh trên lớp mà nó đảm bảo được theo cái điều lệ quy định thì nó sẽ phát huy rất là tốt cái phương pháp dạy học, học sinh tự chủ động học tập trong một lớp học. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 năm 2019,
Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh sẽ tập trung tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới và phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá theo chương trình mới đối với cán bộ quản lý giáo viên cốt cán bậc tiểu học, trong đó ưu tiên cho giáo viên lớp 1 những kỹ năng, năng lực để tổ chức hoạt động học tích cực của học sinh sẽ tiếp tục tập huấn cho 100% cán bộ, giáo viên tiểu học vào thời gian tiếp theo. Trước mắt là tập trung đội ngũ giáo viên cốt cán, bồi dưỡng về chương trình trước, sau đó là sẽ bồi dưỡng về thay sách. Thì chúng tôi sẽ, năm học này sẽ thẩm định cái bộ sách giáo khoa trên cơ sở theo chỉ đạo của Trung ương để chuẩn bị cho cái năm học tiếp theo. Đồng thời là tập huấn giáo viên để thực hiện cái chương trình cũng như là chuẩn bị cho cái dạy học cái đối với lớp 1. Đồng thời là chúng tôi cũng thành lập cái ban soạn thảo thực hiện biên soạn cái nội dung giáo dục địa phương tích hợp với cái hoạt động trải nghiệm đối với cấp tiểu học. Trên cơ sở bộ ban hành cái thiết bị dạy học tối thiểu đối với lớp 1 thì chúng tôi cũng đã chủ động để chuẩn bị, sẽ tham mưu với tỉnh từ giờ cuối năm để chuẩn bị cho cái năm học mới, năm học tiếp theo sẽ có đầy đủ các cái điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên cũng như là các điều kiện khác để chuẩn bị cho thay sách. Tỉnh Bắc Ninh hiện có 150 trường tiểu học, 2 trường liên cấp công lập và 3 trường tư thục có học sinh tiểu học với tổng số gần 120.000 học sinh. Toàn tỉnh cũng có 335 cán bộ quản lý, 4.784 giáo viên cấp tiểu học đạt chuẩn 100%, tỷ lệ trên chuẩn là 96,1%. Cùng với việc hoàn thành xóa bỏ phòng học cấp 4 trong năm học này, thì việc tổ chức bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ sẽ là điều kiện để Bắc Ninh tự tin triển khai, đưa vào thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ lớp 1 năm học 2020-2021. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hải Dương vừa phối hợp với ngành giáo dục triển khai kiểm tra bếp ăn bán trú một số trường mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra trên 20 bếp ăn bán trú ở các trường tiểu học và mầm non ở thành phố Hải Dương và huyện Nam Sách cho thấy, các bếp ăn đều chấp hành tốt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo một chiều trong sơ chế và chế biến thức ăn, có hợp đồng cung cấp thực phẩm, khu sơ chế sạch sẽ, người trực tiếp chế biến thực phẩm được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, có trang bị bảo hộ và được kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đoàn đã lập biên bản và tiến hành nhắc nhở các lỗi như phòng ăn ở một số trường chưa đảm bảo tách biệt, thoáng mát, phòng tránh côn trùng gây hại, còn tận dụng những mái che phía sau dãy nhà học nên chưa đảm bảo yêu cầu. Việc lưu mẫu thực phẩm trong 24 giờ đầu phải có niêm phong và phải thực hiện đủ trọng lượng khi lưu ở nhiệt độ thích hợp. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 600 bếp ăn bán trú, tập trung ở các trường mầm non và tiểu học. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an và sự chỉ đạo của Công an tỉnh Nam Định, Công an huyện Mỹ Lộc đã luân chuyển trên 30 cán bộ công an chính quy xuống 8 trên 11 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Sau một thời gian luân chuyển, hoạt động của công an chính quy tại các xã thị trấn đã tạo được sự thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, giải quyết các vụ việc cũng như tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm. Thuận lợi của lực lượng công an chính quy là từ nơi khác đến nên trong công việc không bị ràng buộc bởi quan hệ xóm làng hay thân tộc. Hơn nữa, công an chính quy được đào tạo bài bản nên khi về địa phương đã xử lý nhanh chóng, dứt điểm, đúng quy trình, đúng luật đối với những vụ việc mà công an xã bán chuyên trách chưa làm được. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, tình trạng vi phạm công trình thủy lợi có diễn biến phức tạp và tồn tại từ nhiều năm nay, không chỉ ảnh hưởng đến an toàn và hiệu quả công trình mà còn gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai. Trong đó, vi phạm nhiều nhất là xã Dương Quang với 18 trường hợp, xã Nhân Hòa 12 trường hợp. Nhiều hộ đã lập biên bản tới 3 lần nhưng vẫn tiếp tục tái diễn như bà Nguyễn Thị Cúc, ông Đào Xuân Khắc, phường Bạch Sam. Hầu hết các vi phạm này đã diễn ra nhiều năm trước nên việc xử lý gặp khó khăn. Bên cạnh đó, chính quyền còn lơ là chưa kiên quyết vào cuộc trong thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh nên các vi phạm vẫn chưa được xử lý triệt để. Để trẻ tham gia giao thông khi còn quá nhỏ là hành động vô cùng liều lĩnh của các bậc phụ huynh. Clip ngay sau đây sẽ là lời cảnh tỉnh đối với những gia đình có con em tự di chuyển bằng xe đạp trên đường. Clip ghi lại một hình ảnh cậu bé khoảng 6 đến 7 tuổi phóng xe đạp xuống dốc do không làm chủ tốc độ đã lao thẳng vào chiếc xe khách đang di chuyển trên đường. Rất may là chiếc xe khách chỉ chèn qua xe đạp, còn cậu bé văng ra ngoài. Nạn nhân sau đó đã tự đứng dậy nhưng không bị thương ở đầu gối. Vụ việc được camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại toàn bộ.
Khi được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người thực sự hoảng hốt. Đa số các ý kiến đều cho rằng cậu bé quá may mắn khi thần chết ngủ quên trong tình huống này. Mong rằng đây cũng là bài học cho cậu và cho nhiều bậc cha mẹ khi cho trẻ tự lưu thông trên đường. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.